Trên phố Hỏa Lò có nhà tù Hỏa Lò. Đây là nơi duy nhất của Hà Nội lưu lại những chứng tích mà cơn lốc của hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ còn để lại nơi đây. Trong hồi ký của Trần Khắc Cần, một chiến sĩ hoạt động bí mật trong nội thành Hà Nội từng bị bắt giam ở Hỏa Lò đã ghi lại ấn tượng. Trước cổng xây bằng gạch cuốn của tòa nhà đá, nom y hệt một lò lửa khổng lồ. Nó giống miệng một con quái vật đang há, đen ngòm, nuốt chừng chúng tôi, lần lượt từng người, lọt thỏm. Cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp chọn Hà Nội là thủ phủ của Liên bang Đông Dương và quyết định xây dựng nhà tù trung ương với cái tên Maison Central ở đây. Phía trước nhà tù Hỏa Lò là tòa đại hình. Trách sườn bên phải ngay từ khi Hỏa Lò vừa xây dựng hoàn tất, những người trẻ đi dạo qua đây chắc không thể ngờ rằng chính tại nơi đây, chỗ mình đang đứng rất bình yên thế này, nơi không có một hiện vật nào để trưng bày về sự kiện anh hùng lẫm liệt của 7 chiến sĩ Việt Nam Quang Phục Hội. Ngay trước cánh cửa như miệng hang quái vật đen ngòm hung khí này. Đúng 5 giờ 45 phút ngày 24 tháng 9 năm 1913, tại trước cổng Hỏa Lò, họ đã anh dũng bước lên đoạn đầu đài máy chém. Dòng máu Lạc Việt đã nhuộm đỏ mảnh đất tổ quốc linh thiêng này. Ngày 17 tháng 10 năm 1931, cũng tại đây, dân Hà Thành đã phải đau lòng chứng kiến cái chết của người đoàn viên thanh niên trẻ tuổi Nguyễn Hoàng Tôn. Hôm đó, hai đầu đường Hỏa Lò này bị chặn bằng hai chiếc xe cứu hỏa, sẵn sàng xả nước khi có bất cứ tình huống giải cứu tù xảy ra. Trong sân Hỏa Lò, bước chân lính chạy rầm rập đầy uy hiếp trước cuộc hành hình. Trong phòng giam tử tù, Nguyễn Hoàng Tôn vẫn tự tại, ung dung. Có lẽ trong anh đang vang lên mãnh liệt hơn bao giờ hết sức mạnh lý tưởng cách mạng mà anh đang cống hiến và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng này. Nguyễn Hoàng Tôn, người vùng Bưởi, ven Hồ Tây, sớm giác ngộ cách mạng. Những người tù Hỏa Lò xưa thường nhắc đến tấm gương Nguyễn Hoàng Tôn. Anh làm nhiệm vụ liên lạc giữa Nguyễn Đức Cảnh, Lê Duẩn và một số chiến sĩ cộng sản nòng cốt khác. Những vật dụng tra tấn còn trưng bày ở nhà tù Hỏa Lò hôm nay đều được kẻ địch sử dụng với thủ đoạn dã man nhất để tra tấn Nguyễn Hoàng Tôn. Chúng đánh anh chết đi sống lại nhiều lần, nhưng anh vẫn một mực không khai, vẫn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ trung kiên, một mực nhận trách nhiệm về mình. Những ngày sống trong xà lim án chém của Hỏa Lò, nơi ngục tối cùm sắt mà bọn địch cho là giữa cái sống và cái chết có thể làm lung lay ý chí con người còn trẻ tuổi này. Bọn thực dân Pháp đã tìm cách dụ dỗ anh làm đơn xin ân xá giảm án. Nhưng anh đã kiên quyết từ chối và nhắn gửi bạn bè đồng chí của mình rằng chống án thì chống, nhưng xin ân xá thì không. Nếu xin ân xá thì dù không lên máy chém cũng coi như chết rồi. Ước gì nơi đây có tấm bia để lưu nhớ sự kiện này trong lòng người qua đây. Vì anh chính là Lý Tử Trọng của Thăng Long, Hà Nội, nghìn năm oanh liệt. Khi đoàn làm phim đang quay ở Hỏa Lò, có một người đàn ông bất ngờ tìm đến hỏi thăm người bán sách về cuốn Cây Vàng Lá Đỏ vừa xuất bản. Hóa ra người đàn ông này đang đi tìm thông tin về người chú của mình, tên là Nguyễn Hoàng Báu.
của những trại giam chen chúc ngột ngạt, thì màu xanh, sức sống, ngọn gió của cây bàng chính là sự an ủi, che chở mạnh mẽ nhất để vượt qua sự sống hà khắc, mong manh ở đây.